Dạ quý anh chị ơi, thì bây giờ này em sẽ nhờ một cái người chị nông dân trong đây sẽ hỗ trợ cho quý anh chị biết rõ hơn về cái cách để mình chăm bón nha, cũng giống như là hai chậu giữ chậu nha quý anh chị. Dạ chị ơi, em xin chị ít thời gian rảnh được không ạ? Dạ. Dạ chị ơi, bên mình á là cây sơn tùng này nè, chị chăm bón như thế nào vậy chị? Chị xin giúp em với. Dạ, cái cây này thì nó cũng dễ lắm em. Thì như thế này thì cái giá thể của nó trồng thì em thấy đó là có tro, trấu, phân gom thì trộn lại xong rồi mình trồng. Mình trồng như thế này thì mình cứ mình đưa lên vườn rồi mình tưới nước thôi. Mình tưới ít nước thôi, cây này nó rất là chịu nắng mà nó ít nước thôi thì cây nó phát triển cực kỳ đẹp luôn. Đấy. À, và hôm nay lượng nước của mình đó là mình cũng cắt ít thôi đúng không chị? Đúng rồi, hàng này nó rất là ít nước, em trồng mà em tưới nhiều nước quá thì nó sẽ bị úng cái cây và nó bộ rễ của nó bị úng không có đẹp ha. Dạ. Đó, cây nó phát triển chậm, còn mình tưới nước vừa phải thôi và mình chưng ngoài nắng thì nó phát triển cực kỳ tốt luôn. Vâng, à, chị, à, còn cái giá thể này là hôm nay là mình cung cấp cái cây, cái giá thể gì cho mình nữa chị? À, hiện tại thì cái gì hàng mà trồng của cây tùng này á, thì cái giá thể của nó là trấu nè, tro đen và phân gom ha. Đó, trấu, tro đen và phân gom. Rồi mình tích hợp mình trộn lại nhau, đó, mình cứ trộn lên vậy thôi. Thì mình trộn lên xong rồi mình cái cây á, mình vô chậu xong mình tưới nước nhẹ thôi. Thì mình về mình cứ tưới nước nhẹ mình trồng vậy thì nó rất là nhanh phát triển và cây phát triển cực kỳ đẹp luôn nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi. Chúc chị sẽ có dồi dào sức khỏe nha chị. Đấy, bà con thấy chưa? Thì có rất là nhiều cái cách để mà hôm nay để mình trồng cái cây này rất đơn giản. Nên quý bà con, quý anh chị cần cứ alo cho Hoa Kiển Hùng Thi. Chúng em sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nha. 0918 708 965 nha.